Chào tất cả các bạn nha, mình là Nguyễn Ngọc Thanh đây. Hôm nay mình lại đến với chuỗi video kiếm tiền trên Facebook. Cái chủ đề này cực kỳ hot. Ok, rồi ok thì để mình làm cho có nhiều cái video nó phong phú hơn, nó hay hơn, thì một cái cách có nghĩa là khi mà bạn không có những ý tưởng hay á, thì bạn phải ăn cắp ý tưởng. Và thật sự là mình không có muốn các bạn là ăn cắp ý tưởng của người khác. Nên mình cũng nói luôn, tại vì cái vấn đề gọi là kiếm tiền mà, thì anh nào kiếm hay hơn thì có nhiều tiền hơn nha. Nhưng mà mình không ủng hộ cách này đâu, mình xin nói thẳng luôn, mình không có thích. Nhưng mà mình cũng hướng dẫn các bạn để các bạn có những cái ý tưởng làm re-up lại cái video của người khác và làm thành video của mình đăng lên Facebook. Đó là cách mà người ta chưa có cái video đó nha, người ta chưa có đăng cái video đó trên Facebook hoặc là trên YouTube. Rồi ok, mình bắt đầu nha. Bây giờ mình làm bằng cái phần mềm Camtasia chính nha. Nếu mà các bạn có phần mềm Camtasia, chưa có phần mềm Camtasia chính á, đây cái phần mềm đó là Camtasia nha. Đây nè, Camtasia 9. Các bạn chưa có thì các bạn tải về và cài đặt nó. Ok, bây giờ đầu tiên á là mình vào cái phần media nè. Bạn import media là có nghĩa là bạn tải nha, bạn tải một cái video nào đó về. Đây ví dụ nha, mình thí dụ bạn muốn tải một cái video nào đó trên Facebook. Mình hướng dẫn cho các bạn luôn nha, mình không mong các bạn làm giống mình đâu nha. Mình xin lỗi, mình đã vô tình thì phạm tới bạn nào trên Facebook á, thì mình rất là xin lỗi nha. Rồi bạn vào quát nè, đây là cái cổng video mới. Rồi các bạn vào làm cho mẹ nãy bạn thấy, hoặc là những cái gì đó ha, bạn thấy hay là được. Đó đó rồi nha. Đó, bạn bấm vào cái video này có 1-2 giây à. Đó các bạn thấy không, bấm có cái thử bạn bấm nè. À cái này là nó không cho bạn bấm rồi, nó không cho bạn tải xuống rồi, bạn hiểu không? Facebook nó không cho bạn tải xuống bằng cái phần mềm của Cốc Cốc đâu. Bây giờ bạn phải thêm cái chữ này nè, bạn phải xóa cái web này, bạn bấm chữ M là Mobi đó, rồi bấm Enter. Đó, nó sẽ hiện ra cái giao diện của Mobi nè. Rồi từ đây bạn bấm vô cái ba chấm này nè. Đó, rồi lưu video. Ồ không phải. Tải xuống nè, bạn thấy không? Bấm vào chữ M nè. Nè. Đó, mình tải xuống. Phát lại cái đi. Không thấy nè. Rồi bấm tải xuống nè. Rồi xem lại nè. Rồi bạn thử thử nha. Là tải được rồi đó nha. Đó là cái cách tải video trên Facebook. Rồi mình quay lại cái kia mà mình để đó. Rồi đó là cái cách mình tải cái video tải về rồi nha. Mình xin lỗi cái bạn này nha. Mình đã lấy cái video của bạn để thị phạm tới tất cả mọi người. Thì đó mình import cái video này vô. Rồi import vô. Đây import vô xong rồi nó làm video như vậy. Rồi, video như vậy xong, bạn kéo nó xuống vào track nè. Bạn kéo nó. Rồi. Bạn thấy nó rè không? Bạn thấy nó rè nè. Rè vào phần audio effect nè, bằng noise removal nè.
Removal này, là bạn kéo xuống bỏ vô. Đó, thì nó hết rè nè. Đó, nó hết rè nha. Rồi, tiếp tục. À, tại vì ở trong phần clip á, nó có giọng của mình. Mấy con nhá mình đi giao cho khách này. Cái giọng của mình thì các bạn sẽ bị mất bản quyền. Cho nên là các bạn phải kéo cái clip speak này nè. Kéo xuống. Kéo xuống thì nó phần phía này. Cái clip speak nè, nó có cái speak là tốc độ đó. Tốc độ các bạn lên 1.1.02 nha, 0.2 nha, đó. Enter. Bạn thấy này, cái video nó bị nè, trên reset lại nè. Đó, nó dài từ 1 phút 30 giây này nó xuống còn là còn có 1 phút à. Đó, không? Cỡ chừng 1 phút 20 giây à. Nó chậm hết 10 giây rồi. Này các bạn thấy nè nha, bạn nghe nè. Mình nhảy, mình đi làm cho khách. Về tới đây mình phải đi kiếm bánh canh Vĩnh Trung ha. Bánh canh Vĩnh Trung xong đó là mình phải đi kiếm một miếng thốt lốt bánh chạy khác. Đó, bạn tăng lên, tăng cái độ trầm bổng rồi lên thì là được thôi. Đó, hoặc là bấm lên bàn. Lên, mà các bạn thấy cái tốc độ nó vẫn giữ một rồi. Cô nháy cái này thì đúng chất theo bạn. Đó, bạn thấy chưa? Rồi, ok. Rồi, tiếp tục bạn bỏ một cái logo của mình vô. Bỏ cái logo, một cái hình logo nào của mình đó. Đó, bạn bỏ cái logo vô. Bạn kéo cái logo này xuống. Kéo dài nó ra hết cái đoạn. Đó. Rồi. Bạn để giảm opacity xuống. Rồi bây giờ nè, tiếp tục bạn vô cái behavior nè, behavior nè. Bạn kéo cái hàng bursting này xuống nè, bursting nè. Đó, bạn kéo vô. Nè, bạn thấy nó nhúng nè. Thấy không? Đây, bây giờ cho khách đây. Rồi, tiếp tục. Bạn về phần media nha. Vào inbox vô, inbox cái đoạn nhạc của mình vô. Nha. Video và đó, bạn import cái đoạn nhạc của bạn vô. No, audio, audio for that. Rồi, còn các bạn muốn lấy nhạc ở đâu á thì rồi, bạn kéo nó nhỏ lại theo đúng cái bạn kéo này, bạn kéo lại đúng tầm này thôi. Nè. Cái này á, cái hình này á, bạn cho nó mờ thôi nha, các bạn bạn để cho nó mờ thôi chứ bạn đừng có để cho nó ngại quá. Đó, rồi. Nhưng mà cái này cái định dạng trên Facebook á, bạn biết nếu mà cái hình HD á, cái full HD á thì Facebook nó nhỏ lắm. Các bạn phải làm cho nó thành một cái hình vuông nha. Nó thành một cái hình vuông thì cái video của bạn mới được đề xuất mới gọi là tốt cho cái đối tượng người dùng. Đó, Facebook nó hướng tới là cái video hình vuông. Đó, sau này các bạn quảng cáo bạn cũng phải để một cái video hình vuông nha các bạn. Đó, rồi. Bây giờ để làm một cái video hình vuông thì bạn vào trong file nè, file nha. Rồi, project setting nè. Rồi bạn vào project setting. Bạn thấy cái phần rộng ở trên nè, bạn thấy 1920 1080 đúng không? Rồi bạn chọn phần này, custom nè. Đó, bạn chọn là custom nha. Rồi custom bây giờ nè, bạn sửa này 1920 là đó, bạn thấy không, là video mình hình vuông. Nhưng mà các bạn ơi, cái này á mình nghĩ các bạn nên kéo rộng ra một tí, bạn biết chi không, tại vì cái phần video re-up á, các bạn phải cho nó cắt đầu cắt đuôi một tí, cái không là nó giống cái bản thật quá đó. Bạn phải chạy thử nè, cái đối tượng của mình càng chạy á là nó lại phải nằm ở chính giữa cái sản phẩm, hoặc là cái chính á, nó phải nằm chính giữa cái khung hình vuông, cho nên là bạn phải chỉnh sao nè. Đây là cái hình vuông, bạn chỉnh sao, chỉnh tới cho nó đẹp nha. Đó, bạn chỉnh nè, thấy chưa? Đó, rồi bây giờ này cái nhạc này nó to quá, nó không nghe lời mình nói. Bạn bấm vô đây, bạn chọn trong cái loa nè, kéo cái này cái về cái ganh nè,
đó, bạn kéo xuống cái chừng 15 thôi, 15 đổ lại thôi. Cái nhỏ đó. Rồi ok. Rồi để mình quảng bá một sản phẩm gì, hoặc là mình lên cái tiêu đề này, các bạn bạn nhìn nhé, qua phía bên này nha. Đó rồi. Đây này, mấy cái video nè. Mấy video như của anh Gia Đen nè. Bạn thấy nha, bạn thấy cái này anh Gia Đen nè. Bạn thấy nè. Đó, cái video nó hay có cái đó, trẻ không chơi già phải máu nè. Có nghĩa là bạn phải làm cái cột ở trên này, bạn thấy cái video này nó hình vuông không? Đó. Khi mà sử dụng trên smartphone á, 63% mọi người bây giờ đang sử dụng Facebook và Google á là bằng trên smartphone, cho nên là các bạn phải hướng tới smartphone, bạn phải làm hình vuông và bạn thêm hai cái phần ở trên này nè, cái phần tiêu đề ở trên nè. Đó, để mình thứ nhất là mình quảng bá sản phẩm, hai là mình lên làm những câu sập tiếp khi mà họ nhìn vô được, họ thấy họ thích nha. Đó thì họ thích họ mới click vô, họ thấy cái ảnh sống động một tí thì họ click vô này các bạn. Đó, bởi vậy cho nên là các bạn phải làm hai đầu đây. Đó, bạn làm hai đầu nè, đây bạn bấm vào trong cái phần annotation gì đó. Annotation nè, rồi các bạn bấm vào annotation, rồi bạn bấm vào trong cái phần mà cái ô này nè, đó bạn bấm kéo nó ra, à bạn thấy không? Rồi cái này dưới phần này nè, bạn kéo cho nó hết một cái video, bạn kéo cho nó hết một video, nó tràn một video, đó nó bắt snap object á, các bạn cũng dễ làm thôi. À. Rồi tiếp tục kéo một cái phía dưới, hai cái mà đúng không? Đó, kéo cái này. Mình kéo thấy không, dễ không? Đó rồi, bạn kéo xong rồi nè, bạn đưa cái logo này xuống đây cho nó đó, rồi sai rồi, hiện tại là nó đang nó đang bắt điểm ở đâu á. Rồi đây mình kéo lại nha. Các bạn bắt điểm hồi nãy là làm sai. Rồi kéo nó về hai đầu để cho nó. Đó, các bạn thấy chưa? Để cho nó đi hết toàn bộ video. Nào, bạn thấy hai cái thanh trắng đó. Đó rồi, bây giờ. Rồi, xin lỗi nha. Rồi xin lỗi các bạn tại mình có điện thoại nha. Đó, rồi. Làm được hai cái video hai đầu nè, hai cái thanh hai đầu nè. Rồi các bạn bỏ chữ vô, bạn về lại trong cái này nè. Đó. Bạn bỏ chữ vô. Rồi, bạn đổi chữ màu xanh hay màu đỏ, màu vàng tùy các bạn. Mình thấy cái màu nào đẹp thì bạn bỏ vô. Nổi, bỏ vô. Rồi, bạn ghi tên vô. À, khô nhái. Đó, mình đặc sản. Rồi. An Giang. Đó, bạn thấy không? Dễ không? Chứ ổn gì đâu, đúng không? Rồi, có nghĩa là hai cái câu trên này á là bạn phải để những câu giật tít lên, nó hay lên. Đó. Có nghĩa là giống như cái bên này nè. Trẻ không chơi già phải máu, nó kiểu như vậy đó. Rồi đó, bạn thấy chưa? Bạn làm để bạn kiếm tiền chứ không phải bạn làm để bạn chơi. Cho nên là bạn mà không phải làm để người ta đánh giá, mà là bạn làm để kiếm tiền. À, bạn re-up là để kiếm tiền chứ không phải là để kiểu như là người sợ thằng này sợ thằng kia, làm sao cho nó giật tiếp người ta vô, người ta coi thì mình mới được view, mình mới có tiền. Rồi nha, con nhái nha. Rồi ok, thì câu dưới này nè, trẻ không chơi già hối hận, kiểu như vậy đó. Rồi các bạn gỡ vô. Đó. Hiện tại thì mình cũng có đang bán khô nhái đó, các bạn có gì thì cứ ủng hộ mình nha. Rồi tăng lên, tăng cái số điện thoại bự lên. Đó, mình thấy chưa? Đó, trẻ không chơi, già hối hận.
kiểu như vậy. Rồi kéo này ra cho nó xuyên suốt video nè, cho rộng nè. Snap cũng lâu. Kéo ra. Trẻ không chơi già đổ đốn, hoặc là ví dụ như bạn làm cái hogger á, mấy cái bạn mà hogger á, thì các bạn nói là hở hang và cái kết bất ngờ, giống như cô gái hở hang và cái kết bất ngờ, hoặc là hoa hậu gì đó tào lao, đừng có ghi đúng tên tao kiện chết bạn. Rồi ok, là tiếp tục nè, các bạn thấy là như vậy nè, nó cứ im hoài, nó không có hay, nó không có gì mà sinh động hết. Bạn không biết không? Đó, chưa sinh động lắm. Bạn kéo nè, cái behavior nè. Đó, bạn kéo này vô. Đó, rồi là nó nhảy nè, bạn thấy nè. Nó nhảy không? Nó nhảy đó, nó nhảy đó. Đó, ok chưa? Dễ không? À, kéo bỏ vô cái chữ đó, hoặc là bỏ dưới thanh cũng được nè. Đó, nhảy nè. Đó, nó nhảy nè, thấy không? À, ok, dễ mà, đúng không? Ở đây thứ nhất mình nói nè, cái video hình vuông, thông tin giật tít, cái thanh mà màu trắng này là giật tít rồi, còn cái cả cái tiêu đề cũng phải giật tít, rồi nội dung cũng phải giật tít, rồi mình re-up lại, thứ nhất là tiếng, thứ hai là chữ, thứ ba là cái logo mà nó nhảy cả nhót nhảy nhót nhảy nhót đó, mình nhảy tiếng lại, rồi mình thêm cái nhạc nền vô của mình vô. Mà nhạc đó không bản quyền nha, cái nhạc đó là NSC, các bạn search lên YouTube nhạc NSC. Còn nếu không thì các bạn coi lại những cái bài mà mình đã dạy phía trước rồi, để cách mà lấy nhạc không bản quyền đó, là bạn re-up được rồi. Rồi sell nó lại, sell lại trước nha, sell cái tên gì đó rồi, bấm vào share nè, file local nè. Ok, rồi này các bạn chọn là 1080 nha. Cái video càng chất lượng thì Facebook dễ cho bạn cái điểm cao. Rồi net lưu ở đâu, finish thôi là xong, hiểu chưa? Rồi ok, vậy là mình có thể re-up xong cái phần mềm của Facebook, của lần của re-up xong bằng phần mềm Camtasia. Đó. Còn nếu mà các bạn muốn mà kiểu như là cái này nè, tại vì bây giờ người ta bắt cũng rất cao quá đó, và cái nền nè, video nè, các bạn cũng cho nó nhảy nhót luôn. Đó bạn nè, bạn thấy không? Đó bạn thấy không? Đó, cái video nó cũng nhảy nhót luôn. Video cũng cho nó nhảy nhót luôn, cho nó máu. Là nó khỏi bắt cái quyền luôn. Bây giờ các khách đây. Thấy chưa? Nếu mà ai có nhu cầu thì có liên hệ mình, số gọi là 0971 39 3822, hoặc là 0971 263 296 nha. Vậy thì ông nội nó cũng không bắt bản quyền mình được, sorry. Mình nói tào lao một tí, là nó cũng không bao giờ nó bắt bản quyền của mình được đâu. Rồi, thank you tất cả các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn tới bạn re-up video bằng phần mềm Camtasia nha. Rồi, chào tạm biệt thân ấy. Nhớ like và subscribe giùm mình để mình có động lực làm thêm những video chất lượng hơn, để các bạn kiếm tiền tốt hơn. Chúc các bạn kiếm tiền thật là nhiều.